nắm tay em đi hỡi anh, hãy nói yêu em không đắn đo ta thuộc về nhau, rồi sẽ không lìa xa trọn đời. Hãy nhắm đôi mi trao chiếc hôn, hãy lắng tai nghe tim thiết tha ta thuộc về nhau, rồi sẽ không lìa xa mãi mãi. Mẹ vô đi. Nè, mẹ cho thêm 100 ngàn nữa là 400. Con cảm ơn mẹ. Nè con, ba con mà biết con đang học bài á, là ba con vui lắm á. Ráng đầu đi học đi con, muốn cái gì cũng được. Con hứa sẽ cố gắng mà mẹ. Vậy nha. Thôi học bài đi, mẹ xuống phòng khách với ba con. Mẹ mẹ, mẹ mang xuống giùm con đi. Sao con ăn ít vậy? Thôi, con mắc học bài. Thôi học bài đi con. Dạ. Con nhỏ bán sách đáng ghét, xem mày có sợ ma hay không. Không thấy mở đèn, chắc nó không dậy. Nó gài tới 2 cái 7 lần.
ngủ gì mà say dữ vậy trời. Nam lại đây. Ê, dậy, dậy đi. Dậy, dậy, dậy đi. Má! Dậy, Nam. Dậy. Dậy. Nam, dậy. Dậy đi, tôi chút nè. Dậy! Tôi! Chúc! Định nhát ma người khác nhưng mà bị người ta nhát lại sợ ngất xỉu phải không? Bị gì vậy? Bị sao vậy? Sao vậy? Thì lao vô tường nè. Ai bị đi vô đây nhát tôi làm chi? Gậy ông đập lưng ông, đáng đời anh. Còn này nữa. Không sợ gì hết trơn. Tôi ghê quá. Ghê. Quả à. Ghê ghê. Một. Anh có muốn tôi bỏ qua chuyện này không? Cô nói vậy thôi chứ thế nào cũng tới nhà mét ba mẹ tôi nữa. Tôi nói thiệt, tôi sẽ bỏ qua cho anh, nhưng mà với một điều kiện. Cô nói thiệt không? Thiệt. Điều kiện gì? Anh phải trồng chuối, đi bằng hai tay từ đây về đến nhà anh, chịu không? Vậy thôi cô cứ đi mét đi, chứ làm sao tôi làm được. Khoan đã. Tôi đùa thôi. Tôi thấy mình xử anh vậy cũng hơi nặng. Hơi gì? Quá nặng luôn á. Vì cô mà tôi đang sống dở chết dở nè. Thì cũng tại anh thôi. Anh mà không có chọc tôi thì tôi cũng đâu có xử anh vậy đâu. Bây giờ tôi sẽ tha thứ cho anh, nhưng mà với một điều kiện được không? Cô không lừa tôi nữa chứ? Tôi nói không là không mà. Điều kiện gì? Anh không có được phá tôi nữa. Coi như tôi với anh chưa hề gặp nhau, chưa hề xảy ra chuyện gì hết. Quê, được không? Trời, cô gây cho tôi bao nhiêu là rắc rối. Vậy mà bây giờ cô kêu coi như là không có chuyện gì xảy ra. Coi như quề. Sao cô khôn vậy? Trời, mọi chuyện cũng do anh mà ra hết trơn mà. Anh mà không có chọc tôi cũng đâu có cư xử với anh vậy đâu. Anh bị vậy hả? Đáng đời anh á. Anh đáng bị vậy chứ bộ. À, anh không chịu thôi. Sáng mai tôi sẽ đến nhà gặp ba mẹ anh để kể mọi chuyện xảy ra tối hôm nay. Có vết bầm trên trán anh làm chứng mà sợ gì. Thôi đi về đi, để tôi đi ngủ ha. Cô nói thiệt chứ? Cô không mét ba mẹ tôi thiệt chứ? Hey, sao mà có một câu hỏi anh cứ hỏi đi hỏi lại hoài vậy? Bộ nó láo quen rồi nên nghĩ ai cũng nói láo giống mình hả? Tôi nói thiệt là thiệt. Ừ, tôi đồng ý. Nhắc lại nguyên câu coi. Tôi sẽ không theo phá cô nữa. Coi như tôi với cô chưa từng gặp nhau, chưa có chuyện gì xảy ra. Coi như quề. Còn...
coi như xong. Giờ anh về đi. Khoan đã. Cái gì nữa? Đưa tôi cái mặt nạ. Tịch thu của anh luôn. Để lần sau anh không có đi nhát ai nữa hết trơn á. Nam ơi! Nam! Mở cửa đi con! Nam! Ủa ba mẹ sao khuya ba mẹ không đi ngủ? Có chuyện gì vậy? Lúc nãy ba gõ cửa mấy lần mà không thấy con trả lời. Gọi điện thoại thì tắt máy. Con phải tắt máy di động để tập trung vô học. Chứ mấy đứa bạn hay gọi con bất tử lắm. Tụi nó nói chuyện dông dài, làm sao con tập trung học được. Mà con thấy á, học là dễ ngủ thiệt á. Con ngủ say quá, nên ba mẹ kêu con đâu nghe gì đâu. Mà ba mẹ kiếm con khuya rồi có chuyện gì không ạ? Có chuyện này hay lắm, bà muốn khoe với con. Đi, ra đây coi con. Có chuyện gì quan trọng vậy? Ra đây. Cho con nó coi đi. Hay lắm, cái này vui lắm con. Vậy coi mẹ. Xong tỉnh ngủ liền à. Con xem đi. Sao? Con giải thích sao về chuyện này? 100% sự tin tưởng của ba mẹ dành cho con, con cũng đánh mất luôn rồi. Mẹ. Thôi. Tức chết đi. Con nhỏ bán sách đáng ghét. Nó hại mình quá trời luôn. Phải làm gì nữa đây? Con nhỏ má sách cùng. Anh à, em có suy nghĩ hoài. Tại sao cô ấy lại từ chối công việc mà anh đề nghị? Bán sách cũ thì có lời là bao nhiêu đâu. Mà suốt ngày ngoài đường, nắng mưa bụi bặm. Anh nghĩ cô ấy có lòng tự trọng. Biết mình mời cô ấy để trả ơn nên từ chối. Một nhân cách đáng quý. Anh à, hay là em sẽ thuyết phục cô ấy một lần nữa. Em sẽ nói thẳng ra là mức lương 2 triệu để cô ấy dễ suy nghĩ ha. Tùy em, nhưng anh thấy cô ấy dứt khoát lắm á. Anh sợ em cũng không thuyết phục được. Thì anh cứ để cho em nói lần nữa đi. Phụ nữ mà dễ thông cảm nhau lắm. Anh đoán chừng coi cô bé bao nhiêu tuổi ha? Chắc 16 á. Không, em nghĩ chắc 18. Nếu như mà mình không mất đứa con gái nhỏ, chắc bây giờ nó cũng trạc tuổi con bé này. Công nhận, nó xinh thiệt. Anh, nếu như mà đứa con gái mình không mất, bây giờ thằng Nam có đứa em để mà chăm sóc, để mà vui đùa, để mà trò chuyện, biết đâu tính tình nó sẽ khác anh ha. Em nghe người ta nói những đứa mà con một lớn lên tính cách hay lệch lạc lắm. Em và anh đã quá chiều con. Thằng Nam nó chỉ biết nhận tình thương từ người khác mà không hề biết đáp trả lại.
Nó trở thành một đứa ích kỷ, chỉ biết tôn thờ tiền bạc vật chất. Anh biết là con mình, nó chỉ thật tự tin khi mà trong túi phải có thiệt nhiều tiền, mặc đồ hiệu, đi xe đẹp. Em cứ dằn vặt đau khổ là hai vợ chồng mình quá sai lầm khi chiều con anh à. Cũng tại từ khi anh và em đột ngột mất đi đứa con gái nhỏ, hai chúng ta đã hoảng loạn vì chợt nhận ra mọi thứ trên đời này thật mong manh. Những gì chúng ta yêu quý cũng có thể đột ngột mất đi mà chúng ta không cưỡng lại được. Em và anh đã thấy bất lực, hoảng loạn vì sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ lại mất đi một người thân nữa. Bao nhiêu tình thương còn lại, anh và em đều dành cho Nam. Chúng ta muốn con mình trở thành một đứa con hạnh phúc nhất trên đời. Và chúng ta là những ba mẹ tốt nhất trên thế giới. Con chúng ta không biết sống hạnh phúc và không biết làm cho những người thương của nó hạnh phúc. Nó lớn lên sẽ trở thành kẻ bất hạnh mà nó không biết. Còn anh và em đã trở thành những cha mẹ tồi tệ vì không biết dạy con. Con cái hư hỏng là nỗi bất hạnh lớn nhất của những người làm cha làm mẹ. Em không tiếc thứ gì cả, chỉ mong sao cho thằng Nam con mình nó nên người. Nhiều khi em nghĩ, tại sao vậy? Tại sao cha mẹ lại yêu con cái nhiều đến như vậy? Nếu như nó không phải là con của mình, nó không phải là máu mủ của mình, không phải em mang nặng đẻ đau, nếu như em sanh ra nó không phải từ tình yêu thương giữa em và anh, thì liệu mình có yêu con nhiều đến như vậy không? Anh à, nhiều khi em không trả lời được, không biết có đúng không à anh? Anh cũng không biết, anh chưa từng đặt cho mình câu hỏi đó bao giờ. Nhưng từ nay, anh sẽ suy nghĩ về điều đó. vui quá, công nhận anh đọc chiêu thiệt á. Chỉ có mỗi cái trò nhát ma thôi mà em nhát được biết nhiêu người. Em nghĩ là cái trò này cũng hay thiệt á. Cái này mới đúng là độc chiêu. Bởi vì em mới sống yên ổn ở khu đó được chứ. Ờ. Thằng nào mà bị em nhát ma hả? Đố dám quay lại lần thứ hai luôn. Đã thiệt á. Bây giờ anh tưởng tượng ra cái gương mặt của cái thằng công tử bột á. Nó định nhát ma người khác mà bị tự nhiên người ta nhát lại. Nó sợ quá, nó xỉu luôn. Đáng đời thằng đó dễ sợ. Vậy là từ nay nó tận tới già, nó cũng không dám đụng tới em nữa đâu. Em cũng mong vậy á. Ủa, mà sao em thay nó dễ dàng vậy? Gặp anh á hả? Anh hù hoài cho đến khi nào mà nó tưởng nó ma thiệt rồi thì thôi luôn. Lúc đầu cũng định vậy á. Em hù ma bao nhiêu người rồi, nhưng mà chưa có người nào sợ té xỉu vậy hết. Em hết hồn luôn á. Em tưởng là nó chết rồi. Mà nghĩ lại cũng tội nghiệp nó thiệt. Cái gì mà tội nghiệp? Thằng đó đáng vậy mà. Nhưng mà vậy cũng hay. Kể từ nay coi như là em thoát nạn rồi. Nó không dám đến kiếm chuyện với em nữa đâu. Em cũng nghĩ vậy. Ủa, anh đã tìm tôi làm gì vậy? Cảm ơn tôi hả? Tôi không cần đâu. Cô đã hứa với tôi rồi mà tại sao cô không giữ lời hứa hả? Cái thằng mà em kể ở đây hả? Ừ. Anh nói gì vậy hả? Cô đừng giả điên nữa. Tôi nói là hôm qua cô đã hứa với tôi là không tới nhà mét ba mẹ tôi. Mà tại sao cô không giữ lời hứa hả? Ê đằng kia, mày là cái thá gì? Buông ra. Mày là cái thá gì mà dám lớn tiếng với bạn gái tao mày? Mày có tính đập cho mặt mày không? Tôi không giữ lời hứa với anh hồi nào. Hôm qua tôi ở nhà cả đêm, sáng lại ra đây bán. Trời ơi, tôi mét ba mẹ anh hồi nào? Ừ, thì cô không gặp, nhưng cô gọi điện cho ba mẹ tôi. Tôi gọi cho ba mẹ anh? Ừ. Lúc tôi vừa đi ra khỏi nhà cô về xong á, là cô gọi điện cho ba mẹ tôi liền. Nên ba mẹ tôi mới biết tôi trốn nhà đi. Mà chờ sẵn bắt quả tang tôi trèo cửa sổ vô chứ. Anh nhìn mặt tôi đi, giống nó láo không? Giống không? Giống không? Mày dám la giống không? Mày la giống thì tao đục cho mỏm liền á. Xạo, dám la không? Dám la không? Chứ cô không gọi điện thoại báo thì làm sao ba mẹ tôi biết mà chờ sẵn? Trời, làm sao tôi biết được? Đó là chuyện của anh với ba mẹ anh. Tự nhiên đi lại đi la tôi làm sao? Có chắc là cô không gọi điện thoại cho ba mẹ tôi không? Chắc. Tôi cũng đâu biết số điện thoại nhà anh đâu mà gọi. Vậy sao ba mẹ tôi biết ta? Thằng này bị khùng rồi. Trời ơi, làm sao mà tôi biết được?
Bộ anh nói láo quen rồi, cho nên anh nghĩ ai cũng nói láo giống như anh hả? Được rồi, nếu anh không tin, anh không tin đúng không? Tôi qua nhà anh nói chuyện với ba mẹ anh ha. Em đi đi, đi cho nó biết. Khoan, từ từ đã. Tôi chỉ hỏi cô vậy thôi mà, tôi tin cô rồi. Tôi biết anh chưa tin tôi, buông ra, để tôi đi. Thôi, em đi đi. Tôi lại cô á, chuyện tối qua chưa giải quyết xong mà còn thêm chuyện sáng nay. Tôi bỏ học tới gặp cô, là ba mẹ tôi xử đẹp tôi liền á, không đẹp không ăn tiền. Buông ra. Trời, tôi lại cô luôn á. Tôi tha cho anh á, nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì, cô nói đi. Anh biết rồi mà, tối hôm qua tôi nói rồi. Mới tối hôm qua chắc anh còn nhớ mà phải không? Nhắc lại điều kiện đó đi. Tôi sẽ không theo phá cô nữa. Tôi và cô chưa từng gặp nhau và chưa hề có chuyện gì xảy ra. Được chưa? Chưa. Ủa, vậy tôi nói thiếu gì sao? Không có thiếu, nhưng tại vì anh vi phạm cho nên tôi muốn một điều kiện nữa. Ừ, đưa điều kiện ra cho chết bà luôn đi. Đúng rồi. Điều kiện gì nữa? Đó là mỗi lần gặp tôi anh phải đứng cách xa tôi 10 mét. Ủa, để làm gì vậy? Để anh đừng làm phiền tôi nữa. Vậy nếu mà tôi đang đứng sẵn rồi cô tới gần tôi thì sao? Thì anh phải lùi lại. Miễn sao mỗi lần gặp tôi anh phải đứng cách xa tôi 10 mét là được. Cô thấy là cô quá đáng không? Có. Tôi nghĩ kiếp trước tôi và cô có thù hằn gì nhau á. Tôi cũng thấy vậy đó. Nhưng mà nếu anh thấy điều kiện tôi đưa ra là khó quá thì thôi, tôi đến gặp ba mẹ. Tôi đồng ý mà. Nói cho bà già đó nghe. Lúc nãy á, ngoan nghe lời thì có hay hơn không? Ủa, mà sao hứa rồi còn đứng đây không thực hiện điều kiện đi? Ủa, tôi phải làm gì? Lui qua đây 10 mét. Biến. Nhìn cái gì? Đi đi. Ê, trời, anh đừng đi hướng này hả? Lui lại mày. Anh đi hướng này, cán sát tường sao? Đứng này nè. Lui giùm tao cái đi mày. Được chưa? Chưa, nữa đi. Nữa đi cô. Ở đây được chưa? Hai bước nữa. Hai bước được cô. Được chưa? Rồi. Tạm được đó cô. Nhắc lại toàn bộ điều kiện đi. Tôi không theo phá cô nữa. Khoan. Trước khi nói, anh phải giơ tay lên giống như trong phim vậy đó. Làm đi. Được chưa? Chưa cô. Tôi không theo phá cô nói nữa. Nói to lên. To lên cô. Tôi không theo phá cô nữa. Tôi và cô chưa từng quen nhau và không có chuyện gì xảy ra. Tiếp. Tôi với cô về, tôi phải luôn luôn cách xa cô ít nhất là 10 mét. Được chưa? Rồi. Thôi đi đi. Bye đi cô. Biến giùm tao đi mày. Em ác quá. Em thấy vậy là vẫn còn hiền đó. Ý, có thiệt là em không gọi điện thoại cho ba mẹ nó không vậy? Trời ơi, anh biết tính em mà, phải giữ lời hứa chứ. Vậy thì tại sao ba mẹ nó lại biết? Trời, sao mẹ em biết được? Không, anh thấy em ở khu nhà quan nó nguy hiểm lắm. Em không thể nào giả ma để mà nhát bọn xấu hoài được. Rồi sẽ có ngày nào đó bọn nó biết được. Đến lúc đó tụi nó sẽ kéo tới. Rồi em sẽ làm sao đây? Anh thấy em nên dọn ra chỗ khác ở đi. Em ở chỗ đó quen rồi. Bây giờ dọn đi, có tìm được chỗ nào thoải mái hơn không? Với lại còn phải tìm thuê nhà nữa. Bây giờ buôn bán khó khăn lắm, mà ít người mua sách cũ nữa. Phải trả tiền thuê nhà thì biết bao giờ mới mở được tiệm sách. Đó có phải là lý do chính đáng không? Hay là còn một lý do nào khác? Anh hỏi vậy là sao? Có phải em muốn ở đó để chờ Minh Đăng không? Nhưng mà đã 8 năm nay rồi. Minh Đăng muốn kiếm em là đã kiếm rồi. Biết là người ta quên em rồi sao? Em không tin.
em và Minh Đăng đã lớn lên rồi đó. Lúc ba mẹ anh ấy đến rước anh ấy đã khóc và nói rằng anh ấy sẽ quay lại kiếm em. Anh hứa sẽ quay lại tìm em à? Anh hứa nha. Chờ anh nha. Đi con. Tìm em tin như thế. Chính vì vậy mà 8 năm nay em đã giữ nguyên căn nhà và mọi thứ. Vì em tin rằng lúc mà anh ấy quay lại tìm em á, anh ấy sẽ nhận ra đó là nơi em và anh ấy đã từng sống. Và em vẫn chờ anh ấy. Chúc anh em chờ, nhưng mà em chờ đến bao giờ chứ? Đến khi nào anh ấy quay lại tìm em, đến chết em cũng chờ. Vậy thôi bỏ đi. Bỏ sao được mà bỏ? Nó hại anh gần chết vậy mà anh để nó yên hả? Thì anh với con nhỏ nó cũng đã giao kèo là không đụng đến nhau nữa rồi. Từ giờ trở đi anh với con nhỏ nó cũng không gặp nhau nữa đâu. Alo. Dạ. 15 phút nữa ba anh sẽ tới nhà thầy giáo. Anh phải tới trước ba anh, trả tiền nước cho em. Đàn ông á, đẹp trai mấy mà trong túi không có tiền, nhìn cũng chán. Không nghe các cụ ngày xưa người ta nói à, đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi lơ à. Thằng Nam bây giờ bị ông già cắt hết viện trợ rồi, không lẽ vẫn yêu nó một cách mù quáng sao? Em thông minh lắm mà. Em biết là lâu nay anh yêu em, nhưng anh không địch lại thằng Nam. Vì tiền nó đông như quân nguyên á, nên anh chịu thua để mất em vô tay nó. Bây giờ nó hết tiền rồi, em cho nó về vườn chăn heo đi, qua làm nữ hoàng của anh nha cưng. Chuyện yêu đương á là chuyện quan trọng, lựa người yêu chứ đâu phải là lựa tôm lựa cá đâu mà lựa ào ào. Phải để cho em đắn đo suy nghĩ 1-2 ngày đó chứ. Bỏ người này chụp người kia liền, lỡ người ta chửi em là thứ gái mất nết thì sao, đúng không? Ok cưng. Nhưng mà em vẫn còn tức con nhỏ bán sách này lắm. Mấy cưng giúp em á, dạy cho nó một bài học về cái tội dám xí vô chuyện người khác nha. Ok, cưng muốn chuyện nào ra tay. May quá, em về kịp, nhanh lên. Ủa tay thầy sao vậy? Trời ơi em quên hả? Thì bữa trước em nói dối với ba là thầy bị té trật tay. À em quên. Thôi nhanh đi, ba em sắp tới rồi đó.
Bài toán này có 3 cách giải. Cách giải của em vừa rồi cho kết quả đúng, nhưng mà mất nhiều thời gian. Mà đi thi thì thời gian là rất quan trọng. Bây giờ em tìm cho thầy cách giải ngắn nhất. Chào thầy. Ba. À, chào anh. Thầy đỡ chưa? Cảm ơn anh, đã bớt nhiều. Xin lỗi thầy đã làm phiền thầy cắt ngang buổi học. Tôi tới đây có việc quan trọng, muốn nhờ thầy giúp đỡ. Có chuyện gì anh cứ nói. Năm còn 12 ngày nữa là thi rồi. Dạ tôi biết. Tôi lo quá. Tôi sợ trên đường đi học nó không tới nhà thầy liền, mà la cà ngoài đường, tới trễ về sớm. Cho nên tôi muốn thầy từ chiều nay cho đến ngày thi tới nhà tôi vậy. Thầy thấy thế nào? Tay tôi đau quá, lái xe khó lắm. Ngoài vấn đề này, thầy còn gặp khó khăn gì khác không? Dạ không. Vậy thì tốt. Thầy cứ đi về bằng taxi. Tiền taxi tôi sẽ thanh toán cho thầy. Dạ không có gì ạ. Bữa trước thầy có nói đảm bảo thằng Nam thi đậu. Tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không tự tin vào lời thầy nói. Thằng Nam con tôi hiểu nó rất rõ. Nó ham chơi hơn ham học. Gần tới ngày thi rồi, vẫn cứ trốn đi chơi. Đâu có học hành gì đâu mà thi đậu. Anh cứ yên tâm, tôi có phương pháp sư phạm riêng. Học ít hiểu nhiều. Học trò của tôi toàn là cá biệt, mà chưa có ai thi mà không đậu đại học cả. Chính vì vậy, mỗi năm tôi chỉ nhận kèm một học sinh mà vẫn đủ sống. Anh hãy tin tôi, tôi đã nói là Nam thi đậu thì chắc chắn sẽ đậu. Thầy đã nói vậy, tôi tin thầy. Nhưng tôi muốn từ nay thầy với Ràng Nam thay đổi học tập nghiêm túc. Sáng 8 giờ học, đến 11 giờ 30 nghỉ. Chiều 1 giờ 30 đến 5 giờ nghỉ. Buổi tối ở nhà tự học. Có gì khó sẽ gọi cho thầy. Dạ được. Nam. Dạ. Buổi trưa học xong á, phải về nhà ăn cơm với ba mẹ. Chiều 6 giờ học xong muốn đi đâu thì đi. 8 giờ tối phải có mặt ở nhà để ăn cơm, rồi học bài hoặc nghỉ ngơi. Đó là lịch của con từ hôm nay cho đến ngày thi, rõ chưa? Dạ. Chào thầy, tôi về. Thầy khỏi tiễn, tôi về nha. Cậu nghe rõ ba cậu nói chưa? Tôi với cậu đã leo lên đường cọp rồi đó. Chết em rồi, kỳ này là em chết chắc rồi. Yêu là chết ở trong lòng một mình. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Phút gần gũi tưởng như giờ chia biệt. Tưởng trắng tàn hóa tà với hồn tiêu. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Giờ nào vậy? Cha, hôm nay anh Hiểu làm thứ tình nữa ha. Hồi sáng này nè, anh mua cái ổ bánh mì. Anh thấy ở trong tờ giấy hả, nó có chép bài thơ này nè. Anh đọc xong hả, anh hết hồn luôn á. Em biết tại sao không? Tại sao? Là gì trong bài thơ này nè, của ông bà gì Xuân Diệu gì đó, tác giả của bài thơ này nè, mà công nhận có tài thử nha. Chưa gặp anh lần nào hả mà tả anh trúng phốc luôn á. Coi như là hả, nghe xong là anh thấy là coi như là tả trúng, mà trúng y bon, không khác chỗ nào hết trơn luôn á. Giờ mới biết anh cũng lãng mạn quá. Trời đất ơi, đừng có dòm tướng anh cục mịch vậy mà coi thường anh nha. Anh là hả, lãng mạn xuống vách luôn á. Vài bữa nữa anh rảnh á, anh sẽ bắt trước Xuân Diệu á, làm chục bài thơ tình để tặng cho em luôn. Ủa, tưởng anh nói đùa hả? Anh nói thiệt á. Anh sẽ làm những bài thơ thật hay, chép nắng nốt vào cuốn sách đẹp, tặng cho em, chịu không? Ủa, trời đất ơi, mà em đâu có biết chữ đâu mà đọc sao được.
Tự nhiên làm thơ cho đã là chép vô cuốn sách đó hả? Chi phí tiền à. Thôi được rồi, để anh sẽ sáng tác xong á, anh đọc cho em thụ luôn ha. Chịu. Ừ, coi như xong đi. Đợi vài bữa nữa nhất định sẽ có thơ tặng em. Chuyện đó tính sau. Còn giờ anh đọc lại cho em nghe bài hồi nãy đi. Nãy em nghe có một đoạn rồi mà hay quá chừng. Đọc thơ hả? Yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà không được. Sao vậy? Thơ mà đọc như vậy là đâu có hay. Thơ là phải ngâm. Để anh ngâm cho em nghe. Cái miệng dính tùm lum à. Không khều còn nói nữa. Yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Phút gần gũi đúng như giờ chia biệt. Tưởng trăng tàn qua tả giới hồn tiêu. Yêu là chết ở trong lòng một ít. Hay không? Thôi ăn cơm đi, nguội hết trơn kìa. Em ăn gần hết hộp cơm mà anh chưa ăn miếng nào hết trơn á. Trời đất ơi, anh ngâm thơ mà em ăn cơm dữ vậy? Em đói bụng mà. Vậy mà nói nghe thơ. Phương pháp dạy của thầy con tiếp thu bài tốt chứ? Dạ, thầy con dạy dễ hiểu lắm ba. Mà dễ hiểu thì nhớ lâu. Con nói vậy á, ba mừng lắm. Gặp được thầy giỏi á, mà con chịu khó ở nhà, không đi chơi nữa, nghe lời ba mẹ, tập trung vô việc học, thì việc thi đại học đâu có khó phải không con? Dạ. Ba không muốn bắt gặp cảnh con đu cửa sổ, leo rào, đi chơi suốt đêm giống như đêm hôm qua nữa nha. Dạ. Ủa, mà ba mẹ, hôm qua sao ba mẹ biết con đi chơi mà chờ sẵn vậy? Có ai gọi điện thoại báo cho ba mẹ biết hả? Sao lại ai gọi điện thoại báo là sao? À, là ý con á. Đêm qua trăng rằm, trăng sáng quá, mẹ thấy đẹp nên rủ ba con thôi tắt đèn ra ngoài giường ngắm trăng. Thì thấy ngay cửa sổ phòng con có cái thang dây buông xuống. Ba mẹ biết là con trốn đi chơi, ba con gọi điện thoại mà con tắt máy. Đúng ngay lúc đó con về, sẵn cái máy quay phim, ba con quay cái cảnh con trèo cửa sổ để làm bằng chứng đó. Đêm qua tôi ở nhà nguyên đêm, sáng ra đây bán rồi. Tôi gọi cho ba mẹ anh hồi nào. Tối qua con đi đâu vậy? Dạ. Ba hỏi tối qua con đi đâu? Dạ, tối hôm qua con đi cà phê với mấy đứa bạn thời trung học. Chứ không phải đi đánh lộn với ai à? Sao ba lại hỏi vậy? Tối hôm qua bà thấy trán con có vết bầm. À, vết bầm trên trán là lúc mà con leo từ ban công xuống, con đập đầu vô tường. Có thiệt vậy không? Thiệt bà mẹ. Thôi con đi lên phòng nha. 2 giờ bắt đầu học á, không được đi đâu đó. Dạ. Từ nay nó sẽ biết thế nào là kỷ luật sắt.